Dạ rồi, em xin chào tất cả bà con mình đã quay lại với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ thì như những lời chia sẻ những cái video trước đó của những cái clip cắt cỏ Mitsubishi dòng TB á, thì tiếp tục hôm nay thì em lại lên cho bà con mình những con cắt cỏ chính hãng ha. Và đặc biệt hôm nay là dòng cắt cỏ Mitsubishi nhập trực tiếp Nhật Bản 100% nha. Hàng chính hãng nhập trực tiếp Nhật Bản 100% và nó được sản xuất bên Nhật luôn nha. Chứ không phải giống như là dòng Mitsubishi mà dòng TU nó sản xuất bên Trung Quốc thì giá nó sẽ tốt hơn so với hàng sản xuất tại Nhật đó. Thì trước mắt bà con mình là hai con cắt cỏ của hãng Mitsubishi dòng công suất khủng nha, 43 cc và 50 cc của dòng TB đó. Dòng TB thì nó sản xuất tại Nhật rồi con, và dòng TU sản xuất tại Trung Quốc, cũng là của công ty Mitsubishi hết á, nhưng mà cái nguồn gốc sản xuất nó khác nhau. Thì trước mắt bà con mình đã có hai con cắt cỏ dòng Mitsubishi TB43 nè. Con này công suất là 43 cc, bít tông nó là 40 ly nha, và một cái con siêu to khổng lồ nữa đó, Mitsubishi TB50. Con này bít tông nó tới 44 ly ha. Hiện tại nó là cái công suất lớn nhất trong cái dòng phân khúc cắt cỏ của hãng Mitsubishi và cũng như là trên thị trường luôn con. Rồi thì hôm nay em sẽ đi sâu chi tiết vào hai con này để bà con mình có thể là tham khảo một cách kỹ lưỡng ha. Thì đây là hàng mới nha, nhập khẩu 100% hàng mới nha, chứ không phải là hàng bãi nha. Và em cam kết đây là hàng chính hãng 100% của Mitsubishi nha, chứ không phải hàng copy, hàng nhái nha. Cái hàng này thì nhái vẫn có trên thị trường nha bà con. Đó. Thì nói chung là hàng chính hãng thì báo chính hãng, còn hàng nhái thì báo hàng nhái thôi. Chứ thật sự là bên em không có làm hàng nhái bà con. Ví dụ như bà con mình vô cửa hàng Thành Thịnh mua một con máy nổ Honda thì có máy nổ Honda. Còn bà con mình thấy Honda giá cao quá thì mua một con máy nổ khác của hãng này hãng nọ hãng kia chứ không bao giờ mà vô cửa hàng Thành Thịnh kiếm có một con mà tem mạc Honda mà giá vài ba triệu, không có đâu, thật sự là không có. Và kể cả những con cắt cỏ cũng vậy, nó vô tiệm Thành Thịnh rồi bán cho tôi một con cắt cỏ Mitsubishi chắc cú là hàng chính hãng 100%, nếu mà cao quá túi tiền thấy không đủ thì muốn một con rẻ hơn thì có những con cắt cỏ công suất như vậy nhưng mà nó là một cái hiệu khác, ví dụ như hiệu Yataka hay là hiệu Mitsubishi của Mitsuyama hay là hiệu ABC này nọ, nó vẫn như vậy nhưng mà giá nó thành nó rẻ hơn nha. Chứ bà con mình kêu em kiếm một con cắt cỏ mà TB50 mà giá có 2-3 triệu thì thật sự là không có đâu. Em nguyên tắc rất là rõ ràng, một là chính hãng, hai là Trung Quốc, hoặc là rẻ hoặc là giống như vậy, chứ không bao giờ mà có hàng copy mà cùng một hiệu mà 2-3 giá, loại 1, loại 2, loại nhất, loại đặc biệt các kiểu là không có nha. Một là chính hãng, hay là Trung Quốc, hay là Việt Nam, hay là hàng gì đó thì có, hàng Thái, hàng hàng Hàn Quốc gì thì có nha, chứ còn kêu mà hàng copy thì chịu. Còn những cái sản phẩm em đưa ra, cái con nào em báo chính hãng thì là đó là những cái cam kết bên Thành Thịnh mà con mà có thể để test đi kiểm tra bất cứ nơi nào, cứ bảo không phải là hàng chính hãng thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha, em sẽ tặng không mà con mình con máy luôn, không tốn bất cứ điều gì cả. Rồi thì trước mắt bà con mình có hai dòng cắt cỏ TB 43 và 50 nó, thì đây là cái điều như đã chia sẻ ở những cái con cắt cỏ tiêu hôm trước nè. Tất cả cái tem dòng Mitsubishi hiện tại nó sẽ không còn cái chữ Mitsubishi trên cái chụp giật nữa, mà nó sẽ thay thế vào chữ Meiki. Meiki nó thì những cái tem trên chụp giật cắt cỏ của dòng Mitsubishi nó sẽ thay đổi sang là Meiki bắt đầu từ tháng 10 bà con, tháng 10 năm 2023. Đó là tất cả những cái động cơ cắt cỏ, những con máy cắt cỏ sản xuất từ tháng 10 năm 2023 trở về sau này á, thì tất cả đều là Meiki. Còn những cái con mà trước đó thì nó vẫn giữ là tem Mitsubishi nha. Nó nên đây là cái phiên bản mà mới nhất hiện tại trên thị trường nha. Nên nó sẽ có cái tem là Meiki. Giống như những cái con cắt cỏ TU hôm trước em đã nói bà con mình đó, nguyên nhân tại sao mà nó có chữ Meiki trên đây thay vì bình thường là Mitsubishi ha. Rồi thì em quay con này trước đi nha. Con này là Mitsubishi cái dòng TB43, công suất là 43 cc, bít tông là 40 ly. Hàng nhập Nhật Bản 100% nhé. Đây, trên cái chụp giật các bạn có thấy không? Có dòng Made in Japan ha, Made in Japan trên tem và tên chụp giật luôn ha. Đó. Con này sử dụng chế 430 nha, chế quanh rồ hai kim nè, có kim chỉnh luôn ha. Nòng 40 ly. Đây, trên áo nó có cái tem TB43 Rossino luôn ha. Và mặt trước nè, nó có đúc ở trên cái mặt ốp tôm luôn ha, là Meiki luôn nha. Đó. Và bên hông nó sẽ có một cái số seri
sẽ trùng lên số series của thùng máy và có số vạch, có mã vạch đó bà con, để bà con mình can mình quét á, nó sẽ ra cái thông tin của nhà máy sản xuất của Mitsubishi tại Nhật Bản. Đây là tất cả những cái chi tiết trên cái động cơ của cái con TB43. Rồi thì công suất lớn hơn nữa thì cái con TB50, cái con này công suất nó tới 50 cc là bít tông, bà con biết không, khủng khiếp, 44 ly, giống như bít tông của một máy cưa 5.2 đó, cũng chế quanh rồ hai kim ấy. Thì con này 430 với con 43 với con 50 này sử dụng chung một cái chế rồi con ha, tuy là công suất khác nhau nhưng cái chế nó giống nhau nha. Đó. Thì nó cũng có số series, nó cũng có mã vạch và nó cũng có đóng lốc trong đây là Mitsubishi rồi con ha. Mặc dù là tem trên chụp giật là Meiki nhưng mà trong đây vẫn là tem Mitsubishi nè, nó đóng lốc luôn nha. Cái chữ nó bà con thấy nhìn nó rất là tinh xảo nha, chúng hàng copy, hàng copy thì nhìn nó biết ngay, khỏi nói nhiều. Thì riêng cái con mà công suất lớn á, cái con mà TB50 á, thì cái ống bô nó sẽ có một cái miếng thép dẫn á, chụp xuống rồi con, nó đẩy cái lượng thải xuống phía dưới á. Còn cái con 43 này thì không có nha, ra trực tiếp luôn. Sử dụng bố nhôm nha, sử dụng bố nhôm bố lớn nha, con này cũng vậy, sử dụng bố nhôm bố lớn. Và cái bình xăng chứa nó cũng khá là to nha, chứa xăng cũng được nhiều hơn. Và hệ thống lấy hơi nó trên một cái nút thở nè, nó sẽ không lấy hơi trực tiếp trên cái nắp thì nó hạn chế được cái việc ọc xăng ha. Cái đời này cái mặt úp tôm nó sơn luôn mà con, sơn tĩnh điện rất là đẹp nha, nè, đúc đẹp rất là đẹp. Con này phát cỏ là phải nói hơi khần sầu luôn, có gừng có gì đấy ngọt hết. Đây dây điện hai dây mát vẫn là công tắc nè, và ở trên cái bình xăng con nó có gắn một cái đoạn dây ga sẵn mà con, dây ga nối nha, để bà con mình tháo dỡ nó dễ dàng hơn, khỏi cần tác động phía trong này phải mở que nó, nên nó rất là dễ tháo lắp. Rồi đi tới phần phụ kiện là cái bộ cần này, thì nó về máy như vậy con, có một kiện động cơ và một cái kiện cần như thế này, và nó là tên thương hiệu là Kayett ha. Rồi thì cái bộ cần nó có những gì đây em sẽ quay vòng xem ha. Đây ha, nội cái túi ni lông mà nó bỏ không mà nhìn thấy nó cũng chắc chắn à, hàng chính hãng Nhật thì nó khác. Đây cái dây men nè, dây này mang kiểu ba lô luôn nha, có cái chỗ mà tháo lắp nhanh nè ha. Đó, bà con mình cần rút cái này ra, cái bà con mình mang này đi uống nước luôn, khỏi cái gỡ ra cực khổ nha. Này nó vẫn nằm trên cái máy, móc inox luôn nha, rất là sáng và chắc. Rồi cái trắng cỏ nè, trắng cỏ thì rất là dày chặt nha, đi với cái trắng cỏ thì nó sẽ có một cái bát để mình cái bắt cái trắng cỏ đó bà con. Rồi cái phụ kiện nữa là một cái tiếp mở buri cũng như là cái mở cái đầu lưỡi dao của bà con, một cái lục giác 4 và một lục giác 5 ha. Theo là một cái chén này gọi là cái chén chống tuôn con ốc bà con, bà con mình lắp ở phần dưới để con tán mình nó không có bị ma sát xuống đất khi sử dụng nè. Rồi một cái chân chống nha, chân rất là dày nha, rất là nặng luôn. Thêm một cái chén chống mòn con tán đầu bò nè, ở đây có một cái đoạn ruột gà để gắn cái này nè bà con, để con mình bắt cái con dây ga này cho nó gọn ha. Rồi một cái này kiểu như cái móc mà bà con mình máng vô đây nè, để bà con mình lắp cái dây ga vô cho nó móc lại cho nó nhìn nó thẩm mỹ. Một đoạn ruột gà lắp cái đoạn dây ga đây ha, và kèm theo bà con một cái dây ga luôn. Đây, dây điện của công tắc nè, trên đây thì có cái tay ga bóp hệ ha, này giống y như những cái máy Nhật bãi bà con, dòng Echo luôn, nhìn rất là chắc chắn hơn những cái con máy G3K này. Trên đây có cái hệ thống phá ga nha, mà con mình gạt là nó giữ ga, cắt mức ga quay của con đó. Tích hợp công tắc luôn. Thì cái này đối với bà con mình chưa sử dụng thì chắc có lẽ là khi mà gửi bà con mình thì em sẽ gỡ ra em lắp cái cho bà con mình cái dây ga đầu sẵn luôn. Lắp toàn bộ dây ga rồi những cái ruột gà nè, thì bà con mình cứ lắp vô máy cho nó dễ, chứ nhiều khi bà con mình chưa tháo này ra nè rồi không biết lắp làm sao. Cái này thì lắp đơn giản rồi, bây giờ mở ốc này ra mình lắp cái cọng dây ga vô cái cò là xong rồi. Nhưng mà nhiều khi mình chưa sử dụng thì lộng cộng, còn thợ thì người ta có kinh nghiệm hơn, người ta sẽ lắp nó dễ dàng hơn. Ông inox nha, ông inox rất là dày nha. Đây, cái bao tay cầm rất là êm, rất là mềm, nó sướng tay, cái hàng chính hãng nó khác. Đây, đây là bốn con ốc để bà con bắt cái tum nè. Rồi trên đây có một cuốn sách hướng dẫn kèm theo cần ha, trên đây có những cái thông số hướng dẫn mà con mình cách lắp đặt nè. Đây đây là những cái tem ghi chú mà nó chuyển sang cái tem Meiki với bà con,
thì bà con có thể là tham khảo cách lắp đặt đây nè. Đây, người ta có vị chỉ chi tiết cho bà con mình cách thay dây ga rồi hết nè, rất là dễ nha, có đầy đủ hết. Nhật thì người ta làm rất là bài bản, rất là chỉnh chu nha. Lắp đặt thế nào, sử dụng ra sao, nhưng mà tiếng Anh bà con mình chịu khó theo dõi. Cái nào mình không biết tiếng Anh thì mình có nhìn hình mình đoán được mà, không đơn giản lắm. Sử dụng vừa hình ảnh nhưng mà vừa ngôn ngữ nữa. Rồi, còn cái một cuốn hướng dẫn bằng tiếng Nhật ha. Tiếng Nhật thì cái tàu này nó nằm theo cái động cơ bà con. Tàu là tiếng Nhật không à. Rồi, đó là phần linh kiện, còn phần chính là cái bộ cần. Đây, bộ cần còn rất là xịn sò luôn. Bộ cần này chuông lớn, bố lớn nha. Đây. Made in Japan ha. Ống cần 28 nha. Từng chi tiết rất là tinh tế nha. Trên đây có đầy đủ thông tin rồi ha. Cái cần này sản xuất là tháng 9 năm 2023 nha. Cái cần này sản xuất trước trước cái máy mình thì từ tháng 10 mới có tem Meiki, còn này tháng 9 thì cần này sản xuất trước nha. Nha, Mitsubishi Kajet ha, 477. Đây, có những cái tem. Và đặc biệt con này ưng ý nhất là cái đầu bò. Thì con máy mà bền hay không quan trọng, cái đầu bò nó cắt dao liên tục, cắt cước liên tục thì phần này nó tác động nhiều lắm, nó vặt đồ thì nó dễ hư vặt đạn. Cái đầu bò zin mà xài biết nào hơn à, Made in Japan đó bà con, mình thấy cái chất liệu kim loại mình không thấy rất là chắc chắn luôn. Đây bên hông nó có một cái chỗ lỗ nè, bà con mình sọt cái lục giác xuống để nó chịu thớt lại, bà con mình dặn dễ dàng hơn ha. Bên đây có số luôn ha. Rất là đẹp luôn mọi nhìn phê thiệt luôn. Đây, nhìn cái kim loại, cái màu kim loại không nó đẹp. Trên đây là cái thùng nè, Made in Japan bộ cần ha, và một câu tiếng Pháp ha, nội dung chắc cũng phải thiết. Hàng chính hãng nha con ha. Rồi, trên đây có những cái thông số trên cái bục khung của cái máy, thì nó có sẽ có số seri nè, bà con mình nhìn cái số seri là trùng cái số trên cái lóc máy bà con. Đây có Made in Japan ha, ở Hồ Chí Minh, nhà nhập khẩu là công ty Khải Bình nha, ở Hồ Chí Minh. Thì cái này hàng mới nha, nên bà con mình yên tâm về số lượng nha, số lượng nhà bao la mênh mông, khỏi có lo gì cả, chứ không phải như là hàng Nhật Bản. Nhật Bản thì lâu lâu mua được cây mừng gần chết thiệt luôn, lâu lâu mà kiếm được một con máy hệ mà công suất khủng là khoái kinh khủng khiếp luôn. Ngắm nghĩa tới ngắm lui, nhiều khi bán mà không muốn bán, không nỡ, tại lâu lâu mới xu được con. Còn quá này thì bà con mình thoải mái đi, bao la muốn bao nhiêu con cũng có nha, quan trọng là bà con mình ưng ý cho được. Đi giả lại cái này hàng chính hãng nha, giá thì nó sẽ cao hơn so với những cái hàng bãi thì đương nhiên rồi, tại hàng bãi là hàng người ta bỏ ra mình đem vô mình bán thì giá nó sẽ tốt hơn. Còn những con này là hàng chính hãng nhập khẩu rồi, nó nhiều công đoạn mới tới được mình được, nó phải thủ tục giấy tờ rồi tùm lum thuế má các kiểu nên nó giá nó phải cao hơn nha. Nhưng mà đổi lấy nó là hàng mới chưa sử dụng, hàng nguyên zin 100%, chưa từng lên giường với ai hết nên nó còn zin, còn trong trắng. Rồi hiện tại thì em cũng báo giá chi tiết luôn để bà con mình tham khảo, để bà con mình có nhu cầu cân nhắc cái túi tiền mình hay là phù hợp với cái diện tích vườn mình hay là phù hợp với cái mục đích nhu cầu sử dụng, thì bà con mình có thể lựa chọn những cái dòng chất lượng chính hãng của Nhật 100% ha. Đó thì em cũng xin báo giá luôn nha. Hiện tại thì hai con Mitsubishi dòng Meiki TB43 và TB50 cho một bộ như thế này á, hai con này sử dụng chung bộ cần nha bà con ha, bộ cần thì sử dụng chung đó. Thì cái con Mitsubishi Meiki TB43 giá hiện tại em đang đưa ra với giá mong muốn là 6 triệu rưỡi, và cái con Meiki TB50 thì cũng ra với giá mong muốn là 6 triệu 700 ngàn, thì nó chỉ trên nhau 200 ngàn ha. Nó thì em sẽ tặng kèm cho bà con mình thêm một cái ổ cước nữa, ổ cước kêu ta, ổ cước cải tiến em đã đăng lên kênh YouTube Thành Thịnh rất là nhiều quá. Nó bà con mình theo dõi Thành Thịnh thì sẽ biết cái ổ cước kêu ta nó chất lượng như thế nào. Tại vì hàng thật sự mà hàng mới hiện tại trên thị trường á, thì đa phần là chỉ kèm theo lưỡi dao thôi bà con, kèm theo lưỡi dao. Ồ, con này nó không có lưỡi dao luôn bà con ơi, không có lưỡi dao luôn nha, vậy là phải tặng cho bà con mình thêm một cái lưỡi dao nữa chứ, tặng cho bà con mình thêm một lưỡi dao và một cái ổ cước,
Chứ nãy giờ xem thì con này như nó không có lưỡi dao. Chắc tại hàng nó như vậy mà con. Dạ rồi thì em xin nhắc lại nha. Mitsubishi TB43 giá là 6 triệu 500 ngàn. Mitsubishi TB50 giá là 6 triệu 700 ngàn. Bao ship tặng thêm lưỡi dao ổ cước. Rồi bà con mình nghe kịp chưa ạ? Giá cũng rất là tốt nha. Một con máy chính hãng mà giá nó cũng thấy cũng mềm chứ không phải là đến nỗi nào. Nhật sản xuất mà giá đó là cũng ok. Chứ hiện tại bà con mình đi mua một con máy bãi mà mới 80-90% thì em đảm bảo bà con mình cũng phải là trên 5-6 triệu. Không có rẻ đâu, đảm bảo luôn. Bà con này nó trên nha, chứ 500 ngàn, 600 ngàn thì còn còn cái gì mà tốt hơn nữa ha. Rồi, thì bà con mình muốn sử dụng con công suất khủng á, thì rước em này về. À, trầu cao mai mai mối gì đó thì rước vậy thôi. Còn mà cảm thấy con này nó phù hợp với vườn mình hơn, phù hợp với diện tích mình hơn thì mình sử dụng con này. Nó cũng công suất cũng nội lực lắm nhưng mà chỉ khua con này thôi, chứ còn nếu mà đáp ứng cái nhà vườn mà con mình con 40 ly này sử dụng thôi cũng tét nách nè, bao mạnh luôn thì máy thì cũng quay xong hết rồi, cũng chi tiết cũng linh kiện từng món hết rồi, cũng báo giá xong hết rồi, còn bây giờ thì chỉ đợi bà con mình cân nhắc thôi. Thời buổi bây giờ thì hàng Trung Quốc có, hàng Nhật có, hàng nhái có, hàng copy có, quan trọng bà con mình chỉ lựa chọn một cái nơi uy tín thôi, một cái nơi uy tín mà mình có thể là trao cái niềm tin mình cho họ thôi ha. Rồi thì em xin à quên nữa, thì hiện tại những con này cân nặng là cái vấn đề bà con mình hay quan tâm á, vấn đề hay quan tâm là cân nặng nó, nên bà con mình đợi đợi em trong giây lát em xách cái cân lại, em cân cho bà con mình thực tế luôn là nó nặng như thế nào nha. Đây, cái đầu máy của cái con TB43 là nó nặng 4 kg nè. Bây giờ mình bỏ cái cần nó luôn, mình bỏ cái cần lên cái để nằm, để nó rớt một cái chắc đứt ruột luôn, bán 8 con chưa lấy lại giấy. Đâu ha, gần 7 kg, gần 7 kg là mình chưa tính tay lái, chưa tính chắn cỏ, chưa tính dây mang là các kiểu đó. Mình thêm phụ kiện nó chắc phải hơn nửa ký nữa, có thể là 7 kg ngoài bà con, 7 kg ngoài là con 43 nha. Còn riêng con thầy ông ngoại nè, con khủng long nè đó, con này nó ô, con này nó cũng tương đương mà con, thấy bê tông nó lớn hơn nhưng mà nó cũng không có chênh lệch nhiều, nó có vài trăm gram à. Thì cái này 7 kg thì tất cả thì chắc khoảng 7,5 kg một con máy hoàn thiện ha, mình chưa tính xăng nha, tính xăng có thể là 8 kg. Rồi em xin chào tất cả bà con mình ha, chúc tất cả bà con mình có một cái buổi tối tốt lành ha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha, có thể là tương tác với em ha, chia sẻ like giúp em ha, thì từ nay sắp tới em sẽ lên nhiều nhiều cái video nữa về những cái con máy chính hãng của Nhật ha, của Thụy Điển ha, của Đức ha, Estin, Husqvarna, Mitsubishi, Honda xịn nữa ha, tất tần tật những cái dòng cắt cỏ, những cái dòng máy cưa chính hãng của những cái dòng máy nông ngư cơ trên thị trường ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn, chúc tất cả bà con mình có buổi tối tốt lành. Dạ, em xin chào nhé. Cửa hàng Thành Thịnh Đông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới chào quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.